Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh Kiên Xe Đạp, một kênh chuyên review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Trong video ngày hôm nay em xin giới thiệu đến các bác một mẫu xe Gian XTC 860 được trang bị cấu hình Full Group Shimano DOG. Và bây giờ em sẽ vào đánh giá chi tiết toàn bộ chiếc xe này cho các bác xem. Khung của chiếc xe thì là khung nhôm, lớp sơn nguyên bản. Xe thì còn rất là đẹp, khá là mới luôn, hầu như là rất là ít vết xước, chỉ có một vài vết xước nhỏ do quá trình sử dụng. Như là xe bãi thì không thể tránh khỏi. Tổng thể ở chiếc xe thì còn rất là đẹp. Trang bị tay bấm DOG, phanh dầu, phanh đĩa dầu. Quay ơ bi vòng. Xe được trang bị đĩa lết trục rỗng và bộ chuyển động DOG, Full Group DOG. Bây giờ sẽ vào đo size và test chuyển động của chiếc xe cho các bác xem. Size của chiếc xe từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 45 cm. Từ khóa cọc yên đến tâm cổ phốt là 58 cm. Chiếc xe là size M, size trung bình, phù hợp cho các bác từ khoảng 1m64-65 đến 1m74-75 thì phù hợp. Rất nhiều bác hỏi em về cái giá bán của chiếc xe là bao nhiêu, thì các bác em đã đề ngay ở cái chỗ tiêu đề là các bác ấn mũi tên chọn xuống vào là cái giá em đã đề đây luôn này. Còn nếu mà em không đề giá thì tức là xe đã bán. Cái thứ hai là một số bác bảo là không thấy YouTube gửi thông báo khi mà em đưa lên xem xe mới lên trên kênh ấy, thì các bác ấn cho em cái chữ đăng ký, chọn ấn chuông, chọn tất cả. Đấy, thì nó sẽ gửi tất cả các cái thông báo khi nào bên em cứ có xe nào đăng lên trên kênh thì nó sẽ gửi cho các bác vào thông điện thoại nhá. Chuyển động của chiếc xe thì rất là êm ái mượt mà. Đấy, các bác thấy trong hình lên xuống rất là mượt. Vâng, và một chiếc xe địa hình mang cấu hình cao như này mà bên em đang bán với mức giá chỉ có 10.500.000, giá rất là hợp lý. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì vui lòng liên hệ số Zalo trên màn hình 0975 709 943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh cộng với cả ấn chuông để theo dõi được những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.